Trung Kiên Garden xin chào mọi người yêu hoa mẫu đơn nhé. Hôm nay Trung Kiên Garden sẽ quay cho các bạn một loại mẫu đơn mà đang hot ở trên thị trường, đặc biệt là đang rất hot ở trong Sài Gòn, trong khu vực miền Nam. Và mình sẽ phân tích cho mọi người thì một số cái đặc điểm tại sao mà nó lại hot. Thì đây các bạn xem cái vườn đơn Mỹ Hồng đây. Cái vườn này thì mình chưa mở bán, nhưng mà mình quay để cho mọi người nhìn, để mọi người thấy là tại sao mà cái đơn Mỹ Hồng lại hot. Thực ra thì trước đây thì mình bán Mỹ Hồng mà cái loại bằng cổ tay ấy, thì như năm ngoái mình bán khoảng độ tầm gần 1.000 cây ở trong Sài Gòn. Đấy. Và trong cái thời gian mình làm cây Mỹ Hồng và chăm sóc cây Mỹ Hồng, mình thấy có những cái đặc điểm rất là tốt. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người về giống cây đơn Mỹ Hồng nhé. Trong một số các cái bài trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn về giống cây đơn Mỹ Hồng rồi, nhưng mà những cái bài đó thì mình chỉ quay để cho mọi người ngắm cái vẻ đẹp của hoa Mỹ Hồng thôi. Nhưng hôm nay mình sẽ phân tích sâu hơn để cho mọi người hiểu hơn về cái cây hoa đơn Mỹ Hồng này. Thì các bạn nhìn này, ở đây là một vườn hoa Mỹ Hồng. Ở bên này có khoảng độ hơn 2.000 cây, nhưng mà mình đã xén hết hoa rồi. Ở đây thì còn một ít, mình để vừa ngắm vừa quay video để phục vụ mọi người. Đây các bạn nhìn này. Riêng về cây giống Mỹ Hồng này thì nó có một cái đặc điểm rất là hay. Đấy là cái bông của nó rất là to và nó cực kỳ là siêng hoa. Mình dám khẳng định là hoa của cây Mỹ Hồng này nó còn nhiều hơn cả cây đơn đỏ. Và cái bông của nó thì lại có một cái đặc điểm tốt, đấy là bông nó rất là to. Các bạn nhìn này. Đây. Và đặc biệt là trên một bông của hoa Mỹ Hồng ấy, nó có đến 4, 5, 6 những cái bông nhỏ nó kết hợp vào nhau nên là bông rất to. Bông nó rất là cứng cáp. Và cái cây hoa Mỹ Hồng thì lá nó to, nó bị to hơn so với cả những cái loại đơn lá chung nhé. Nhưng mà nếu mà các bạn biết cách bạn cắt giật thì cái lá của hoa Mỹ Hồng nó lại bé đi. Nó có thể bé tương đương với cả cái cây đơn đỏ lá chung. Bởi vì trước đây mình cắt giật nhiều, mình đã thấy rồi. Cái đặc điểm hay nữa của hoa Mỹ Hồng đấy là cái lá nó cực kỳ xanh. Lá nó xanh tít luôn. Nên là cái lá nó xanh và cái bông nó nhiều ấy thì sẽ là một cái tốt để cho các bạn chơi. Bởi vì mình chơi hoa mà. Nên là cây mà nhiều hoa, hoa đẹp thì đương nhiên là sẽ có nhiều người chơi. Này các bạn nhìn này, mỗi một cành của nó đều ra rất nhiều hoa. Và bản thân là mỗi một cái nhụy nhỏ này, nó sẽ ra đến 3-4 cái bông hoa. Và nó sẽ gộp vào thành một cái bông lớn. Đây là cái vườn mà mình đang nuôi. Và chắc là sang năm mình sẽ mở bán để cho mọi người cùng chơi và cùng thưởng thức cái bông hoa Mỹ Hồng rồi nhé. Theo mình suy nghĩ thì riêng hoa Mỹ Hồng này sang năm nữa thì sẽ ở ngoài Bắc mình bắt đầu sẽ thích cái loại này và sẽ có rất nhiều người tìm cái Mỹ Hồng này nhé. Nên là mình đã chuẩn bị trước cho mọi người khoảng độ tầm 4.000 cây rồi. Sau này mọi người cần thì các bạn cứ bảo mình sẽ chia bớt cho mọi người. Đây là toàn bộ những cây mà mình đều làm thoát thân hết này. Các bạn nhìn này. Đó, đều là cây thoát thân từ ít nhất là 50 phân.
còn cao nhất là thoát hơn 1 mét. Các bạn nhìn những cây, cây nó rất là bé, cây nó chỉ to bằng ngón tay trỏ hoặc là ngón tay cái thôi. Nhưng mà cái hoa của nó thì thật sự là mình thấy là thật sự là khủng khiếp. Đấy, nên là các bạn mà sưu tầm hay là các bạn chơi ấy, thì mình nghĩ là các bạn cũng nên sưu tầm thêm cái món này. Bởi vì mình thấy riêng ở ngoài Bắc thì nó chỉ có một được đặc điểm xấu ấy. Đặc điểm xấu của nó là gì? Là đến mùa đông thì bắt đầu lá nó hơi bị tím. Nhưng mà sau này thì mình, sau một thời gian mình làm cây loại này thì mình hiểu ra một vấn đề là nó rét nó bị tím lá là có mấy nguyên nhân. Một là do mình không chăm, nó thiếu chất thì nó tím lá. Hai là nguyên nhân thứ hai là ở ngoài Bắc thì nó bị một cái đợt mùa đông. Đợt mùa đông đấy thì nếu mà các bạn chăm hoa kỹ, các bạn có thể che dàn đen như này. Đấy, làm cái dàn đen này thì cây thì đảm bảo các bạn là không bao giờ bị lá tím hay là bị lá nó không đẹp nhá. Đấy. Đây là ở ngoài Bắc là bây giờ đang đi vào mùa đông rồi đây. Các bạn nhìn này, mùa đông nhưng mà lá vẫn xanh mướt và cái bông của nó thì vẫn rất là đẹp. Đều là do cách chăm sóc thôi. Đây các bạn nhìn vào mùa đông mà lá nó có bị tím đâu. Tất cả lá nó xanh đen. Khi mà nó bung hết ra thì các bạn sẽ thấy là cái ruộng này nó sẽ nhìn nó sẽ rất là đẹp. Tất cả những cái cây kia nó cũng đều như vậy. Nhưng mà mình đã cắt hết hoa rồi. Cắt hết hoa bởi vì sao? Bởi vì hiện thời là những cái cây này mình vẫn đang nuôi thân. Khi mình cắt hết hoa thì cây nó sẽ vào dồn hết lực cho để nuôi thân nhá. Thì thân nó sẽ nhanh lớn hơn. Và cái thứ hai nữa là cắt hoa thì để tạo tán. Giống như là bạn trong cái video trước mình chỉ cách mà chăm cây ấy, cho hoa to và xén cành như thế nào ấy. Thì ở trong kênh của mình đã có rồi nhé. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái phần đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mình thật sự là cũng rất là mê cái loại Mỹ Hồng này. Đây các bạn nhìn này, cây nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng ngón tay cái thôi. Mà hoa của nó này. Đó. Thì các bạn cần mình chia sẻ gì về cái giống đơn Mỹ Hồng này, các bạn cứ hỏi mình nhé. Bởi vì mình cũng đã có kinh nghiệm để làm cái cây hoa Mỹ Hồng rồi. Và cũng có rất nhiều cái mà chúng ta cần lưu ý về cái bông hoa Mỹ Hồng. Mình sẽ view cho các bạn tổng thể nhìn một cái. Đây các bạn nhìn này. Nếu mà các bạn có đất thừa mà để làm khu sinh thái hoặc khu du lịch ấy, các bạn trồng cái này các bạn nhìn đã thấy thích rồi. Không nói đến chuyện là những người đến tham quan hay là những người đến chơi sẽ rất là mê. Đấy, các bạn nhìn khi mà nó bùng hoa ra này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Nếu mà các bạn thấy video mà có ý nghĩa, chia sẻ hoặc là hay thì các bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân để mọi người cùng biết nhé.
I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me.